Rồi, hello mấy anh nha. Mấy anh chơi dòng xe cúp 67 CD CL ha. Xe nào mà yếu lửa, thiếu lửa thì alo em nha. Mình còn mười mấy bộ lửa thớt 84 nè anh em ơi. Đó. Nói gì chứ lửa củi là lúc nào em cũng có đủ để phục vụ cho anh em nha. Đây. Toàn hàng đỉnh cọp không nha anh em. Đó, ken xem em như mới, tất cả lửa là zin tháo xe, bao sống, bao xài, bao đủ thứ nha. Đó, lần mua lần cận nên em mua lần nhiều nhiều để có mà phục vụ cho anh em ha. Alo là có, alo là có nha anh em. Lô này đa số là chủ yếu là 84 FT xa thôi nha, có bộ FT gần. Đó. Bộ này hay cũ máy nha. Còn mấy bộ này thì một cũ máy trở lên nha anh em. Thì nói chung là mấy đầu lửa zin tháo xe này thì nó tùy bộ nha. Nhưng mà cái lô trong đây là hầu như là lửa đẹp hết nha anh em. Lửa đẹp toàn bộ. Giá dao động khoảng từ 1,4 triệu trở lên nha anh em. 1,4 triệu, 1,6 triệu, 1,7 triệu, 1,8 triệu gì đó. Nói chung là đồ này nó không có cái kiểu là cái giá chuẩn nha anh em. Đồ đẹp thì giá nó mắc hơn vài trăm ngàn. Mà anh em nào đam mê chơi đồ đẹp thì mình vui lòng bỏ thêm vài trăm ngàn mình chơi nha. Đó. Còn nói chung là về chất lượng cũng như là lửa thì tất cả nó sẽ như nhau thôi anh em ơi. Đó, mình còn khoảng ở đây nãy em điểm là mười mấy bộ ta. À 13 bộ nha anh em. 13 bộ thì có một bộ 13 bộ là có một bộ là FT gần, còn nhiêu là FT xa nha anh em. Đó. Mà một bộ FT gần đó theo em nhớ bữa hổm là cái bộ đó cũng VIP đỉnh nha. Bộ đó là nó em nhớ là như đo là 380 ohm á, bộ đó cũng dạng hàng siêu hiếm á. À, bộ đó 200 mấy nha. Thì đó. Hàng đẹp thì giá nó hơi cao xí anh em cần alo mình nha. Đó, lửa thớt nè. Gì chứ máy này là em phái lắm anh em. Anh em có hàng chào em là em dứt hết rồi. Mình bán không được hôm nay để sang năm bán, sang năm bán không được để sang năm nữa bán, nó cũng không có hư nha anh em ơi. Đó. Anh em nào biết xài nhìn vô là biết đồ còn là đồ đẹp không nha. Rồi càng xài alo em nha anh em ơi. Có mười mấy bộ. Anh em nào muốn lấy hết 5 lần 5 7 bộ hay mười mấy bộ luôn alo em luôn, em có sang tay luôn cũng có luôn nha anh em.